tới trước thì em hâm, thì sau này em gửi cho chị trước 1 triệu của vợ chồng của cô Liễu Khánh ở Úc, gửi cho chị 1 triệu để chị lo nhang đèn cho ảnh ha, với mua bông hoa trái cây rồi. Em cũng thay mặt gia đình cảm ơn mấy anh chị giúp đỡ gia đình em. Đây thì con trai của ảnh, con tên gì? Dạ, con tên Quân ha. Em cũng thay mặt chị Liễu Khánh em xin cảm ơn chị và chúc chị luôn mạnh khỏe mọi làm ăn phát tài. Cảm ơn. Thì hôm nay em tới đây thì em cũng đại diện cho bạn Tùng Quân, thì hôm nay em của anh có xảy ra không có ở đây, thì em cũng đang gặp bạn Tùng Quân để chị 500 của con bạn Tùng Quân ở Úc gửi cho, thì mong chị bình tâm lại để lo cho ngay. Chào chú ha. Dạ, chào chú. Ông và vợ, tôi là ông và vợ của người đã bị tai nạn. Rồi chú có thể chia sẻ cho con biết về cái ảnh bị tai nạn không chú? Thì theo như là tôi nghe nói là bị nó đi làm hồ đó, rồi cái người đứng cối là bị điện giật. Rồi nó ở trên nó mới phóng xuống là nó tiếp nó kéo ra, nhưng mà thật sự là bị rể tôi nó hiền lắm, nó khờ. Nó không biết, thử ra nó mới xảy ra những cái chuyện đó, quá đột ngột như vậy. Và ảnh bao nhiêu tuổi vậy? Dạ, nó tuổi tỵ năm nay nó 40 mấy tuổi rồi. 45. Dạ. Ảnh được mấy người con? Dạ, hai đứa con, một đứa lớn gái đi học lớp 12, còn đứa nhỏ thì con trai đi học lớp 8. Dạ. Rồi cái nhà này ảnh cắt hồi nào chú? Dạ, cách đây cũng khoảng 3-4 năm gì rồi, nhưng mà tôi không có nhớ rõ. Thì trong lúc cắt đó thì nó cũng thiếu nợ tùm lum hết, rồi đi mượn, đi vay, đi hỏi, rồi nó cũng gán, nó mần, nó trả. Là công việc của anh là chỉ đi làm hồ thôi? Thì công việc cái thằng rể tôi thì nó đi làm hồ, còn vợ nó thì nó đi bán cá ở bên chợ Lê Dung bên. Chợ Lê Dung. Là ảnh cái công đi làm hồ với ngoài ra là không có đi làm gì khác chứ ha? Chỉ đi làm hồ rồi hoặc khi đi đội đá, đội cát cho người ta. Không có làm ruộng vườn gì chứ ha? Dạ không có. Cái vụ tai nạn nó xảy ra lúc mấy giờ chứ? Tai nạn xảy ra nghe nói là cỡ khoảng 9 giờ mấy, 10 giờ gì đó. Tôi cũng không có được gành nữa, tôi đang ngủ rồi nhỏ con gái nó điện. Rồi mới bắt đầu ngồi dậy mới cho mấy con tôi nó hay, mà không có thằng nào ở nhà hết á, rồi mới điện lại cho nó hỏi coi cái chính xác là ở đâu. Nó không nghe, ăn hầu nó điện lại nói thiệt rồi à, anh ơi, nó kêu tôi bằng anh, nhỏ con gái á, à, ông Hải bị điện giật chết rồi, hỏi bây giờ ở đâu. Nó hô ở bệnh viện Lê Dung nè. Rồi tôi xuống thì tôi thấy có công an đồ đó nữa. Thì trong lúc đó họ hai người đang một, tôi không có vô, mắt nó mờ nữa, bị ra nắng đó, rồi vô mắt mờ không có nhận xét được là thằng chết được là ai làm rể tôi. Tôi dòm hồi nói ủa sao ông này vậy nữa, rồi mới dòm qua gặp nhỏ con gái. Con gái mới đi qua thì vừa đẩy cái xác nó ra. Chú có thấy mặt kia không? Dạ có thấy mặt. Dạ. Có bị thương đâu không chú? Bị thương thấy trên trán, đầu, rồi hình như là tai nữa. Tay nữa. Dạ. Vậy là ảnh làm cái nhà đó là từ hồi lúc mà cái nhà nó mới cắt tới giờ luôn quá. Dạ cái đó là tôi không có rành, bị gì nói chung là con rể nó đi mần chứ mình cũng không có quan tâm là hỏi coi nó mần ở đâu, bị gì nó cũng già rồi, cũng giò cẳng yếu rồi, ít có đi được. Thành thử ra không có hỏi nó là mần ở đâu, có mần hay là nghỉ nữa. Tôi năm nay thì cũng mới có 60 mấy tuổi rồi, nhưng mà bệnh của ảnh tùm lum hết á. Là anh ở thì là anh ở bên đất của ảnh ha.
Dạ, đất này là hồi trước là đất của ông ngoại vợ của nó. Ông ngoại vợ hả? Dạ. Rồi ông ngoại vợ nó mới để cho nó một phỉnh đất này. Dạ. Mình mới chắc nhà được mấy năm là anh bị tai nạn vậy? Này là tôi nhớ là hình như là cũng năm nay nữa là cũng 4 năm rồi. Dạ. Dạ, tôi tới 6 đứa con, 4 thằng trai, 2 đứa con gái. Dạ. Thằng đó là ghế thứ 3. Dạ. Rồi chú có làm gì không hay là chú có... Tôi thì có làm được 2 công vườn mà mần thì không có đủ tiền phân tiền thuốc luôn. Trồng ba cái quýt đường đó thử ra không có giá, bị dịch năm ngoái hôm nay bị dịch rồi bán nó eo hẹp quá à. Rồi ánh mắt gì rồi ai đâu còn đâu có ai lo trong gia đình nữa ha, chỉ có bà vợ đi bán cá thôi. Bà vợ đi bán cá, còn 2 đứa con thì đi đang đi học. Dạ. Thì trong cái cuộc sống thì nó cũng khó khăn èo ọt, bởi vì nếu mà chồng mất rồi thì bây giờ nó cũng như mà phụ thế vậy thôi, nhưng mà làm thì cũng kiếm sống qua ngày. Chứ giờ nó chuyện nó đi dị rồi cũng có biết làm sao giờ. Dạ. Thì cán bư quào để sống. Không con lúc mà bị đó là ai điện cho chú hay? Dạ, nhỏ nhỏ gái vợ nó. Vợ hả? Dạ. Điện cho tôi hay rồi tôi chụp tôi xuống liền. Chú mà chắc mới vừa cho hay chắc chú hết hồn quá. Tôi đưa ngủ. Đưa ngủ hả? Đưa ngủ rồi tôi nghe điện tôi nghe thì nó nói vậy tôi hết hồn hết vía, tôi chạy cho mấy đứa con hay nói thằng chồng nương nó bị điện giật chết rồi mẹ ơi. Dạ. Nhỏ dâu thứ hai nè. Nó nói trời ơi. Rồi mới chạy vô nó kêu con nó chạy đi kêu chồng nó về. Dạ. Thằng con thứ hai tôi chạy về, tôi đi vô trong cổng rồi tôi cho bà nhà tôi hay. Dạ. Thấy bây giờ chồng nương nó bị điện giật chết rồi bà ơi. Nó hô trời ơi trời. Dạ. Thì bà kêu trời tôi nói thôi bây giờ cái chuyện gì để coi coi từ từ. Dạ. Chứ mình bây giờ mình đừng có gấp quá kêu trời kêu bà gì. Dạ. Ví dụ như trường hợp nó có như vậy thì bây giờ mình bình tĩnh mình để mình lo cho con. Dạ. Ánh đồng hồ bao nhiêu năm rồi? Thì nói chung là nó mần hồ mần mướn này là cũng hồi nó có vợ nó tới bây giờ là con nó năm nay nó học lớp 12 đó, mà tôi không biết là bao nhiêu tuổi, chắc 18 tuổi hay gì rồi, là mần 18 năm rồi, mần lâu dữ rồi. Thì nó ngay nó tối nó khờ khạo nó mần là chỉ có một cái phụ hồ thôi chứ không có phụ lên thợ được. Phụ chứ không được thợ nữa ha. Dạ. Mười mấy năm mà chưa lên thợ. Nó tối gì lắm, nó mần không có biết mần. Điều có con gái nó tối mà nó hiền nữa. Nói chung là nó khờ đó. Dạ. Ai kêu mà chỉ đâu thì mần đó, mần có khi cũng không có nên thân. Dạ. Rồi cái vườn đó là người ta mua người ta cho. Dạ. Cái liên quan đó là tôi xuất tiền ra tôi mua. Chú xuất tiền ra mua hả? Dạ. Mua đặng cho nó đem về đặng cho nó nằm. Chứ nó có cái chổng mà nó đã tháo ra nó mà công chuyện gì rồi. Rồi thử ra bây giờ trong phòng thì nó xây bằng gạch hết trơn hả? Chứ nó không có xài chổng nữa. Trong phòng lúc liên quan ha. Dạ. Rồi bên hầu đó người ta có nói gì không chú? Hầu thì cái chuyện đó không biết có nói gì dưới không biết. Tôi đi xuống dưới tôi thấy vậy rồi thôi tôi về tôi lo cái chuyện ở nhà không có ai hết. Thành thử ra tôi về tôi
với thằng con thứ hai tôi về đứng ra mà để coi dọn dẹp nhà cửa rồi, mà trong khi nó về đó đặng cho nó có chỗ, có nơi có chỗ để nó nghỉ rồi dưới khách khứa đồ lợi nữa. Mình thử ra tôi không có trực tiếp ở dưới, mình thử ra thằng thầu thì không biết nó có nói gì không. Hồi cái lúc mà tôi đi mua ly quăng nó nói thôi để nó chở, tôi đi xuống dưới nó mua rồi thấy công an ở đó thì nó không có đi rồi thôi ở ngày thì tôi kêu con tôi chở xuống dưới rồi tôi mua. Thì xuống dưới một cái thì nó tới 18 triệu, cái này thì nó nhất 13 triệu, tôi mới trả 11 triệu, nó bớt 1 triệu. Rồi tôi nói không, bây giờ tại vì tôi mua cho thằng rể nó nằm, nó bị điện giật nó chết mà không có chỗ để mà nó nằm đặng mà liệm. Rồi nói thôi bây giờ nói thì tôi để ông cái đi 11 triệu, mà đi thì không có đem tiền xuống dưới đủ nữa, trả có 7 triệu à, còn 4 triệu mới trở về trên này mới trả. Chỉ cái gia đình này chỉ có hai chồng ảnh với hai đứa con sống thôi. Dạ. Lúc này cũng chuẩn bị chở xác anh về ha. Dạ chắc có lẽ là chiều nay chở, bây giờ công an ở dưới nó đang làm việc, nó kêu để nó coi, nó khám nghiệm. Rồi nó không phải là mỗi cái mà mỗi mổ, nó cho rõ, nó nói vậy đó, cho rõ đi để mà xác nhận coi cái vết thương nó làm sao, bởi vì nó cũng đa nghi là vấn đề mà điện hay là quạt người ta thù quán người ta đập nó ha. Ừ. Tại vì có máu nè. Dạ. Thì nó nói để nó xác minh rồi nó xét nghiệm, nó khám nghiệm rồi cái gì à, không phải là mỗi cái mẫu mổ. Dạ. Ở đây thì nữa là chôn ánh ở đâu chú? Giờ vậy chở lên trên đất giường trên chảnh. Giường chảnh dưới đây không có chỗ chôn ha. Dạ, sát nhà quá rồi đâu có. Bên đó là của ai? Bên đó là của cậu của nó. Cậu hả? Cậu vợ nó. Cậu vợ hả? Dạ. Thì bây giờ để về chừng nữa con gái nó quyết định coi nó đem lên giường chảnh hay là về bên chồng nó bệnh. Chứ còn ở đây thì tôi thấy nó sát nhà quá rồi, thử ra không có nơi. Quê anh đó hả? Dạ ở bên Lê Dung, bên bởi nó bên hộ á, chỗ là rèn công hộ đi vô. Công hộ chỗ ha? Dạ. Thì ngay ngang gần bà Mũ Tải đó. Dạ. Mới mốt mà hết đi làm được nữa rồi, xong rồi. Dạ. Yeah. Giờ vợ nó cũng mua bán cũng gì nổi nữa. Rồi con nó học hành nữa, tôi thấy bê bết nữa. Rồi hồi mà khóc không thì như lo đây rồi. Chắc con nó cũng chắc sợ nghỉ học là một. Yeah. Còn vợ thì đi mần không nổi. Yeah. Rồi nếu mà làm không có ai rồi nó buồn bực rồi. Cái vấn đề mà kinh tế gia đình nó cũng kiệt quệ, nó eo hẹp. Yeah. Thấy ra nó cũng quá khó đi. Yeah. Bây giờ nó cũng đã lỡ vậy rồi, thôi bây giờ cũng khuyên nó cái gì thì nó cũng đã rồi hết rồi, bây giờ buồn phiền thì nó cũng không có được nên gì, thôi bình tĩnh mà để lo cho chồng ăn nghỉ. Cuối cùng còn hai nữa là cho con mình được yên tâm nó học cho tới nơi tới chốn. Chứ giờ tôi thì cũng già rồi, cũng có giúp tiếp cũng được biết gì. Con cũng cảm ơn chú ha. Dạ. Chú chào con ha. Dạ con. Con là con của cái anh mà bị điện giật, lòng hồ bị điện giật chết phải không? Dạ. Dạ. Con kể cho chú nghe về ba của con hồi lúc bị điện giật chết được không? Dạ, tại đó con còn ở nhà nên con không biết. Cha con chết đâu khoảng 8-9-10 giờ gì đó, xong cái mẹ con mới hay mẹ con điện cho ngoài.
Xong nhắc đó con đang trong nhà ngoại, con ngồi con chơi, cái ngoại mới nói con cũng quảng hồn, con đi xuống bệnh viện con coi cha con sao. Cái dắt đó cha con cũng còn thở hơi hơi, xong cái con xuống là cha con cũng chết luôn. Chết luôn hả? Dạ. Rồi con xuống gặp mặt ba không? Dạ, dắt con xuống là cha con chết, không cử động. Không cử động mà con có gặp mặt ba không? Dạ có. Có hả? Dạ con nghe hay tin chắc con giật mình hết quá hả? Dạ. Rồi con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 8. Lớp 8 mà ha. Dạ. Là hàng ngày ba cũng đi làm hồ đi hoài luôn ha. Dạ. Làm quanh năm luôn. Dạ. Làm nuôi con ăn học với chị ăn học ha. Dạ. Rồi mẹ thì cũng đi bán cá. Dạ, mẹ sáng đi bán cá, trưa về làm đồ ăn cho hai chị em ăn. Đi bán cá về làm đồ em đồ ăn cho hai chị em ăn ha. Dạ. Rồi lúc mà ba mà lúc chưa mắc nè, có nói với điểm gì trước không? Dạ không. Bình thường hả? Dạ. Bình thường cũng đi làm về xong ăn cơm, tắm rửa vô mùng nằm coi phim xong cái đi ngủ. Cũng như mọi ngày. Cũng như mọi ngày bình thường vậy hả? Dạ. Rồi nãy ai chở con xuống gặp ba? Dạ con tự chạy xe xuống. Chạy xe đạp đi hả? Dạ. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ con 14 tuổi. Dạ. Dạ con đi học hả? Dạ con. Học lớp mấy? Dạ con học lớp 8. Dạ. À, ba mắt thì không buồn không? Dạ buồn. Rồi sau này con định hướng ra khi nào con học xong con tính làm việc gì? Con cũng chưa biết nữa. Ba mắc vậy là mới mốt coi như là hết gặp ba. Ba đi làm vậy có mua bánh mua trái gì không? Có, sáng mua đồ ăn sáng cho hai chị em ăn. Ngày nào cũng mua cho hai chị em ăn là đi làm ha. Rồi chị cưng đang ở dưới không? Dạ. Ba hàng ngày là hương hương hai chị em không? Dạ hương. Hương nhiều ha? Dạ. Đàn cám. Rồi ba mắt chị con hương ba nhiều không? Dạ hương. Con có gì con kể cho hết cho mấy chú nghe. Thường thì ở nhà cha hay la quậy, cha là hai chị em hay kiếm chuyện lộn nhà, cái cha là mà cha không có đánh. Xong cha mới kêu là hỏi hai chị em xin lỗi đi, cũng gì cũng là hai chị em mà quýnh lộn làm gì. Hai chị em cãi nhau ha. Dạ. Ba có hường chở con đi chơi rồi không? Dạ có. Dạ. Hồi nãy là con xuống dưới là con đi vô trong là gặp ba liền. Dạ. Con chạy mình. Dạ. Rồi chị đi trước ha. Dạ chị đi sao? Tại chị đi học buổi sáng con học buổi chiều. Rồi mới mốt ba mắt gì ai lo cho con? Mẹ. Mẹ ha. Cha mắt gì là hết gặp ba luôn rồi đó. Chỉ còn mẹ hả? Dạ.
con bán cá ngoài chợ mà lóc. Dạ. Thu nhập ổn định không con? Dạ, cũng bình thường, cũng đủ ăn. Rồi nhà này con cắt hồi nào? Khoảng được 3-4 năm. 3-4 năm nữa hả? Dạ. Cũng mới cắt rồi. Là lúc đó là ba cắt nhà ha, mướn người ta cắt? Dạ, mướn. Mướn thợ cắt ha? Dạ. Nhà con đâu có làm ruộng gì ha? Dạ không. Chỉ đi bằng mướn ăn không à? Dạ. Dạ, ngày hôm nay là con nghỉ học luôn, không đi học. Dạ. Chị con học ở đâu? Học Sài Gòn. Dạ, chị hai con học ở Lấp Vào Ba. Lấp Vào Ba, Cầu Đúc. Dạ. Rồi hồi tối là dưới sáng ba đi là ba không có nấu gì ha, không nấu gì trước ha, bình thường ha. Dạ. Rồi ba làm buổi trưa về đây ăn cơm ha. Dạ, trưa chở mẹ về. Trưa ghé chợ chở mẹ về ha. Dạ. Bữa nay hết chở rồi. Đây là con trai của anh bị điện giật chết ha mọi người. Người thứ ba. Bà đi mua ly hay là bà chồng bà lấy ạ? Chồng lấy. Nhiều không? Mấy chục á. Rồi hàng ngày con đi học về con làm gì? Con đi học về con đi làm nước đồ cho mẹ uống. Con nấu cơm nữa. Con nấu cơm được luôn? Dạ được. Nấu cơm rồi để sẵn nhà cho mẹ ha. Dạ. Có làm đồ ăn không? Dạ không. Chị nấu cơm rồi ha. Dạ. Rồi ba làm tới từng đánh tiền là cho con rồi dẫn con rồi đi chơi ha. Con đi xuống bệnh viện con về đây hồi nào? Dạ con mới về nãy. Mới về nãy ha? Dạ. Lúc nãy con ở với ba với mẹ chứ? Dạ. Cảm ơn con chia sẻ. Dạ.